ta cùng quay trở lại với vòng tiếp theo của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao với tên gọi Khuôn Miệng Thần Kỳ. Chúng ta cũng đã thấy là sau màn chê đôi đũa của ông Khang Vlog tài trợ thì ông Khang vẫn ngỏ ý muốn gửi tặng một đôi đũa khác. Ông vẫn tiếp tục giữ đây. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là sử dụng mỗi một người một cây thiết bản này. Chúng ta sẽ đặt vào trên cái đĩa và trên đó để viên kẹo tiên đơn. Sau đó chúng ta sẽ thả xuống làm sao cho cái viên kẹo nó dâng lên và chúng ta đớp được viên kẹo đó. Cứ mỗi một viên kẹo mà chúng ta đớp được, chúng ta sẽ nhận được một điểm. Đội nào trong thời gian 2 phút ăn được nhiều kẹo nhất sẽ là đội giành được chiến thắng. Các bạn thả nhẹ nhẹ nha. Nhiều khi thả mạnh quá, bộ răng sứ vừa mới làm nó bị ảnh hưởng nha tất cả mọi người. Tất cả mọi người phải hết sức là lưu ý nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của cả hai đội. Mời thành viên đầu tiên bước ra thi tài. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của cả hai đội. Sẵn sàng nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Thử nhẹ, thử nhẹ. Cứ từ từ thử, nó đã thử đi. Cứ từ từ thử. Đúng rồi đó, nhẹ thôi, đừng đẩy. Cho rơi, rơi thôi. Oh, ok, ok, rồi đó, ok rồi đó. Giờ em đớp một viên là em được lên thiên đường nè. Thử cho kẹo nó bay lên đã. Gần được rồi. Nhằn vô đây. 10 8 lại 3 2 1 Thưa quý vị, lịch sử của trò chơi này đã có người từng đớp được 6 viên kẹo. Ghê vậy? Và nội công vô cùng thâm hậu, cứ quăng là đớp thôi. Và như vậy trong phần thi này, chúng tôi sẽ được công bố phần thi này. Không ai ghi được điểm nên đội của chúng ta không được cộng điểm. Xin mời hai thành viên tiếp theo bước ra đây. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên anh. Phải làm sao? Hãy tận hưởng những gì em đã trải qua. Cô đánh vô mặt hồng luôn á. Đi đâu vậy kẹo? Em... Ơ, đây nè. Nhưng mà... Không, em phải đớp cho mẹ em thôi. Dính cái áo em không được. Đúng được, đúng rồi, đó bay tới đớp được nè. Thảo liền sẵn. 8 7 6 2 1 sao không nhào tới. Trời ơi Ngọc ơi, cơ hội 10-10. Chỉ cần đớp được cái đó thôi là Ngọc sẽ ghi được điểm cho đội của mình. Rất tiếc. Thưa quý vị, và như vậy trong phần thi này, cả hai môn sinh của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mời hai trở về vị trí của mình. Bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho hai người còn lại bước ra đây thi tài. Thưa quý vị, hai người của đợt thứ hai vừa rồi không ghi được điểm nào cả. Chính vì vậy hai đội của chúng ta chưa được cộng điểm. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu cuối cùng dành cho hai gương mặt còn lại cuối cùng của đội. 3, 2, 1, chơi. Đúng rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi anh, đúng rồi. Đếm nữa. Trời ơi, đụng cái môi rồi đó. Cái đó phải đưa cái lưỡi ra liền. Đúng rồi, đúng rồi, anh kể rồi, anh kể rồi. Đúng rồi, nghe. Đây. Chúng ta còn lại 40 giây. Mày cái đó dễ. Bình tĩnh anh, bình tĩnh rồi. Dạ. Còn lại 30 giây, cố gắng lên. Không sao, cứ bình tĩnh. Còn lại 20 giây. Cố lên đây, cố lên đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Không sao. Mình thắng rồi, mình thắng rồi. Rất là xuất sắc. Kính thưa quý vị, thay mặt sư phụ, tôi xin long trọng mừng rỡ tuyên bố
đã tìm ra được chân truyền cho một nhóm kẹo thực sự của chúng ta. Và như vậy đội của chúng ta sẽ được cộng 20 điểm nhờ Đan Chi. Xin chúc mừng. Rất tiếc là Nguyễn Văn xuất sắc rồi, đã xuất sắc rồi. Nhưng mà thiếu chút may mắn, không sao cả. Và cái bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3, vòng cuối cùng của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao.